Rồi em lên một con cơ automatic Galaxy kim xăng nha. Con này nó có cái kim xăng này nè mọi người. Khi mọi người lên code á, đây mình lên code nha. Đây mình đang lên code nè. Thì cái kim xăng nó đang di chuyển nha. Đến số 40 này là nó đầy code. Thì đồng hồ mà cơ auto mà có cái đồng hồ này nè, thì mình sẽ nhìn được là lúc cái đồng hồ mình nó hết code hay chưa, là mình sẽ nhìn được. Và niền con này là niền xoay nè, để mình canh giờ nè, rất là dễ nha, tập thể thao đồ này kia. Thép đúc cho em da đà điểu may viền màu xanh navy, khóa là dây đà điểu là em thay, và khóa là khóa zin của nó nha. Này đằng sau còn nguyên tem đít nè, em chưa có lột ra. 22 chân kính nha mọi người. Đây 22 chân kính cho em Galaxy. Đó. Size con này là size 39 nha mọi người. Em bán 1 triệu 6.